Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 28 tháng 4 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển sang phía đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp dắt qua 25 đến 28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây được thiết lập. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua khu vực trung trung bộ hoạt động ổn định. Gió đông bắc đến đông trên vùng biển phía đông nam bộ suy yếu dần. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, ngày nắng có lúc gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ngoài khơi, sóng cao từ 1m đến 2,5m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Cành Hào cao nhất 1m55, xuất hiện lúc 19 giờ ngày 27 tháng 4, thấp nhất âm 0,75m, xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,58m, xuất hiện lúc 1 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, thấp nhất 0,44m, xuất hiện lúc 19 giờ ngày 27 tháng 4. Tình hình xâm nhập mặn. Độ mặn tại sông Cành Hào cao nhất từ 28 đến 30 phần ngàn, xuất hiện ngày 27 và 28 tháng 4. Độ mặn tại kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp cao nhất từ 25 đến 27 phần ngàn, xuất hiện ngày 27 và 28 tháng 4. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn tại Phước Long cấp 3. Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh ở mức thấp hơn hoặc sắp xỉ cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, diễn biến còn phức tạp, cần chủ động các phương án bảo vệ các vùng sản xuất trong tỉnh. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.